Rồi, được rồi các bạn ơi. Đó, mình cắt ngắn nó dễ lên các bạn ơi. Đấy, bỏ dép là mình đi chân đất thì nó dễ hơn này. Các bạn ơi, các bạn có ai đã biết chơi khạc heo chưa? Đây, mình đã có hai cái que rồi này. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm một cái bộ khạc heo thì mình đi chơi mọi người nhá. Đây ở chỗ mình hai cái que này gọi là cây luồng các bạn ạ, hai cây luồng nhỏ thôi. Mình sẽ kiếm ở đây. Và đây mình sẽ tận dụng những cái mắt của nó này các bạn ơi. Tận dụng cái mắt này để mình làm cái chỗ bàn đạp cho cái khạc heo của mình. Đó, bây giờ mình sẽ việc đầu tiên là sẽ làm bằng cái chân này đã các bạn ạ. Đấy, cái này mình sẽ làm cho nó bằng đấy các bạn. Ở chỗ mình thì cái này gọi là cây luồng, không biết là chỗ các bạn gọi cây này là cây gì. Chỗ mình gọi là cây luồng, chỗ mình trồng nhiều lắm các bạn, cây luồng này trồng nhiều lắm, cây luồng, cây tre, cây nứa các kiểu là chỗ mình nhiều lắm các bạn. Đó, mình sẽ lấy hai cái này cho bằng nhau các bạn ơi. Đây, mình sẽ tận dụng cái phần mắt này. Ồ, cái này vào đúng cái mắt luôn. Đó, như này. Làm này nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà phải dùng đến dao, đến cưa kiểu nhá. Các bạn nào nhỏ chưa biết làm thì nhờ người lớn làm nhé các bạn. Tuyệt đối mình không dùng dao để làm này nhá. Rất là nguy hiểm đấy. Cái này là một cái trò chơi dân gian, rất là nhiều bạn chơi rồi, nhưng mà có thể các thế hệ trẻ bây giờ các bạn rất là nhiều người chưa được chơi cái này đúng không? Các bạn mà ngày xưa những ai đã từng được chơi những cái trò chơi như này rồi và tự tay mình làm rồi thì các bạn để lại comment ở phía dưới video nhá. Đây mình sẽ giữ một cái mắt này lại các bạn ơi. Giữ cái phần mắt này lại. À, mình để làm gì thì các bạn cùng theo dõi nhá. À, còn những cái phần mắt còn lại mình sẽ bỏ đi các bạn ơi. Đấy. Mình sẽ bỏ sạch cái phần này đi các bạn. Mình làm cho nó trơn. Đó, các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, đây thì mình sẽ làm sạch sạch đi như này này. Nó, mình cầm tay của mình vào đây nó không bị cấn, cũng như là không bị đứt tay mình, không có để lại phần gai để đứt tay mình các bạn ạ. Mình sẽ làm, mục đích của mình hôm nay là làm bộ cà kheo chứ không phải là làm gậy tôn của không các bạn ạ. Đó, đây là hai cây mình đã làm xong rồi các bạn ơi. Hai cây đều đã làm trơn tru hết rồi và dài đều bằng nhau rồi. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ làm cái phần để là gác chân của mình lên các bạn. Gác chân mình lên như thế này. À, mình sẽ leo lên để mình đi này. À, ta thôi là chưa có cái để leo đâu. Để xuyên vào đây. Đó các bạn thấy chưa? Chỗ mình sẽ là cho vào đây ở cái này các bạn ạ. Nhớ được một cái rồi này. Mình sẽ làm ở chỗ này cho nó hơi bằng ra một tí các bạn ạ. Chỗ này cho nó bằng ra tí để mình để chân cho dễ này. Còn cái này nữa mình cũng làm y chang như vậy các bạn nhé. Và mình sẽ cho nó vào cái cây này là ok thôi các bạn ạ. Ok. Đó, mình đã được đôi khạc heo rồi các bạn ơi. Đi thử các bạn ạ. Lâu lắm rồi mình không đi cà kheo. Lâu lắm rồi không đi, em mình có đi được không nhá. Ui.
Trời ơi, khó lên ghê đấy. Á chà, đúng thực sự là lâu không đi được, không lên được cả keo luôn các bạn ơi. Hay là mình làm cao quá nhà, ngày trước mình cũng làm cao này mà. Làm được cả keo mà không lên được đi được các bạn ơi. Ờ, đấy. Kiểu gì ta? Lại lên nữa nào. Rồi, được rồi các bạn ơi. Trơn, mình biết rồi các bạn, do mình chắc là do mình đi dép. Bỏ dép ra đi, mình đi chân đất đi. Lại nhá. Kiểu gì vậy? Ồ. Không đi được các bạn ơi, lâu ngày mình quên mất rồi. Rồi ok rồi các bạn ơi. Rồi mình đã lên thăng bằng được rồi nhá. Đấy. Nó vẫn hơi bị nghiêng về đằng sau các bạn ạ. Kiểu lâu ngày không đi nó mất thăng bằng ấy. Lại nhá. Rồi ok ok. Đấy các bạn ơi. Đi được rồi đấy. Đấy các bạn ơi, đó mình lấy được lại thăng bằng rồi. Nhưng mà không đi đến lâu các bạn ạ. Đúng. Lâu ngày lắm rồi mình không đi á. Rồi đứng được các bạn thăng bằng rồi. Đấy đúng rồi. Được phết đấy các bạn ơi. Cái này có lẽ là mình làm cái này hơi dài quá các bạn, mình sẽ cắt bớt đi nhá. Nào Nam thử đi xem nào, có đi được không nào? Chắc cháu không biết đi đâu. Đi thử đi xem nào. Lên 2, 3. Bị ngã này. Đấy. Từ nhớ đến bây giờ. Nhớ đến bây giờ tôi vẫn chưa đi được. Đi lại. Đấy. Mình tính vào cầm chắc tay vào. Không đạp chân lên bỏ dép ra cũng được. Bỏ dép ra đạp chân lên cho chắc. Vấn đề cầu đi rồi đấy. Chắc bỏ chân ra cũng giống như không bỏ chân. Lên. Đạp quá chân. Ừ. Không đi được. Cái này chắc là do mình làm cái phần chân phía dưới cao quá. Mình sẽ hạ bớt xuống các bạn ạ. Đó, mình cắt ngắn nó dễ lên các bạn ơi. Đấy. Bỏ dép là mình đi chân đất thì nó dễ hơn này. Úi. Đấy mình đi. Cái địa hình nó hơi khó đi các bạn ạ. Đấy. Đó, mình đi lại một lúc là mình quen các bạn ơi. Là mình sẽ tự điều khiển được nó các bạn ạ. Mình sẽ đứng thăng bằng được. Đấy các bạn thấy không? Đấy các bạn ạ, đây là bố mình này. Ngày xưa bố mình đi cái cà kheo rất là nhiều rồi. Bố mình năm nay là 67 tuổi rồi, 66 tuổi chứ. Đó, bố mình đi vẫn còn nhớ lắm các bạn ạ. Đấy, ngày xưa các ông đi cà kheo rất là nhiều luôn, còn có những cuộc thi đi cà kheo mà. Đó, bố thử đi sang đây xem nào. Cháu còn đi được sao rồi, là lâu ngày quên rồi. Đấy. Ông đi vẫn còn ổn lắm các bạn ơi. Mình đi một lúc là mình rơi, ngày trước mình cũng đi được ấy, nhưng mà kiểu lâu mình không đi ấy. Ông đi vẫn đỉnh thật ấy. Đấy, ông đi vẫn khá là ok. Ở đây các bạn nhìn này, bên dưới này A là mình này. Cái đường nó nhỏ, nó gồ ghề, nó mà đường bằng A đi nó còn ok hơn ấy. Bây giờ bố đi bố thấy nó có khó hơn ngày xưa bố đi không? Hắn hơi khó hơn một tí vì là sức hắn yếu, nhưng mà ông bố còn đang đi được là 40-50 mét kìa. Thì gọi là hôm nay mình thử làm lại cái cà kheo xem mình đi còn ok hay không. Nếu các bạn nào đã từng đi cà kheo rồi và vẫn đi được và biết cách làm cà kheo thì các bạn nhớ để lại bình luận ở phía dưới video nha. Và nếu các bạn nào chưa like như chưa đăng ký kênh thì đừng quên like, ấn chuông như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh mình càng ngày phát triển nha các bạn ơi. Mình xin kết thúc video tại đây. Đó, mình giờ đi ngon đấy các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm như là theo dõi video nhá. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.